Nhiệt độ môi trường là 27 ha. Đây. Từ 6 giờ tới bây giờ là khoảng 2 tiếng. 40 khoảng 41 độ. Còn cuộn dây này. Cuộn dây là 450 độ, 460 độ. Qua cụm bên đây. Cụm này là 49 độ. Bốn hai bốn ba năm chục độ, cái cuộn ở trong á 64 độ, 64 độ luôn. Bốn bốn độ. Hiện tại là quạt là hiện tại quạt là nó ăn 40 W và nó quay liên tục là trên 2 tiếng rồi, phải quay như vậy. Tại thường là khi mình xài quạt là mình xài ghê lắm, xài từ sáng tới chiều gì tối cái phim. Ủa, ở cái phía này là nó tới 50 mấy độ. Mặc dù là trong đây là đã cố gắng cái cánh đi làm mát rồi mà nó còn nóng vậy. Nói chung là có cảm giác là chỉ có cuộn dây của Senco, nguyên cái hệ của Senco là ngon. Sáu cường độ thì cái nhiệt độ như vậy là có một phần nữa là do cái tốc độ gió đó. Gió mà nhiều thì là cuối cùng mà nó cũng làm mát cuộn dây tốt hơn. Chín trăm hai mươi sáu chưa được 1000 vòng. Thì cái cánh này là cái cánh lô. Cánh này cánh lô không phải cánh của Senco, cánh này có 25.000. Cánh này tính ra bây giờ là cái loại cánh này nó được xài được á, nên ta làm ta bán nhiều rồi. Có 25.000 cái. Đây là cái tua đề 2 mi. Thì kéo cái cánh Senco là số chậm là cũng 1.200. Thì đây tôi cho nó chạy từ nãy mấy tiếng à 51 rồi. Mà bữa nay á, là trời nó mới mưa xong nó ẩm nên nó đi nhiệt tốt hơn. 48-50 độ. Tóm lại là cái quạt mà nó quay nhanh á, là vừa mát bền mà nó cũng mát cuộn dây luôn. Có cuộn dây ở đằng trước. Cái trong bản thân cái cuộn dây này là nó nhìn như thế này. Đây. Ở đây là nó chỉ có ở ngoài rìa là nó gặp gió nhiều là 31 độ mà kéo lên nè. Giờ kéo lên nó tuốt ở trong á. Là gió nó không lòn như được là 43 độ. Thành ra tôi nghĩ là phải thay đổi cái cách quấn dây đồng. Làm sao cho gió nó lòn ra qua nhiều nhất. Gió nó lòn qua thì nó mới mát cuộn dây được.